Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay như mình đã hứa với một bạn đó là mình sẽ chơi cái chiến dịch Hungary. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với đất nước Hungary vào năm 1080. Thì để chúng ta có một cái nhìn tổng quan về cái phe phái này, thì mình xin giới thiệu sơ nét về cái lịch sử Hungary sơ nét thôi các bạn nhé, chứ giờ không có thời gian đâu để mà chúng ta nói quá nhiều. Thì thế này các bạn, người Hungary thì đến nay nó vẫn có một số cái tranh cãi về nguồn gốc, nhưng mà cái giả thuyết mà được tôn trọng nhiều nhất á, được đánh giá cao nhất á, đó là tổ tiên của người Hungary ngày xưa đó là người Magyar, một cái bộ tộc cũng di cư từ Trung Á đến khu châu Âu sau cùng theo bước chân với cái người của Hunno, tức là Attila đó. Thì bạn nào mà chơi cái game Attila tôi qua phiên bản tôi qua Attila rồi, các bạn sẽ biết đó là trong cái DLC Eye of Sauron Mắt Nhơ á, thì nó sẽ có một cái phe phái gần có màu sắc du mục, nó ở định cư rồi nhưng mà lúc đó nó vẫn còn mang màu sắc du mục, thì đó là phe Avar. Thì Avar về sau là sẽ bị đế quốc Pharang đánh bại, nhưng mà nhìn chung thì Pharang không có đủ sức để mà kiểm soát một lãnh thổ quá rộng lớn, cho nên nó là một phần cái thành ra là hầu như họ chỉ bắt những cái người Avar, người Slaver đồ đó là cống nạp cho họ thôi. Còn về sau thì người Avar thì cũng tan rã do chinh chiến quá nhiều và người Magyar lên nắm chính quyền. Thì đến khoảng thế kỷ thứ 9 thì người Magyar nó đã được thống nhất lại nha, thành một vương quốc nha các bạn. Thành ra đó có thể nói là một cái hành động mà có thể một khá là thành công, khi mà họ đã có thể thống nhất trước cả các quốc gia phong kiến khác ở châu Âu. Và sau đó thì đến năm 1000 thì họ chính thức là cải đạo theo Thiên Chúa Giáo, khi mà cái một vị vua của họ đã nhận cái vương miện của giáo hoàng. Và từ đây nước Hungary theo chính theo Thiên Chúa Giáo ra đời. Thì lưu ý là bối cảnh là đây là năm 1080, tức là cuối kỷ 11, tức nghĩa là lúc này thì Hungary nó đã theo Thiên Chúa Giáo rồi. Rồi thì tiếp theo sau đó thì đến thế kỷ thứ 13 đó, thì nó có hai cái sự kiện quan trọng đối với đất nước Hungary. Thứ nhất là nó là cái sự ra đời của bộ luật vàng. Thì bộ luật vàng cái này đó, nó được xem như là một cái bản hiến pháp đầu tiên của châu Âu. Nó hạn chế quyền lực của nhà vua và nó buộc hầu hết vua Hungary lên ngôi trong giai đoạn này á, là phải tuyên thệ tôn trọng cái bộ luật này. Nó về cơ bản thì nó cũng không dân chủ hoàn toàn, nhưng mà nó được đánh giá đó là cái bản hiến pháp đầu tiên. Thành ra là nó có cái tính giá trị dân chủ ở đây khá là cao, mặc dù cái sự dân chủ này nó dành cho giới quý tộc, bởi nó cho cái giới quý tộc đó là cái quyền bất tuân mệnh lệnh, cũng giống như là một cái củng cố quyền lực riêng của họ. Thì nói chung như các bạn biết đó, cái mô hình phong kiến của châu Âu thì nó là cái mô hình phong kiến đó là tản quyền, tức là phân chia quyền lực, gọi là phong kiến phân quyền á, nhưng mà có thể gọi là tản quyền cũng được, thì tùy theo cách gọi từ vùng miền thôi. Cho nên đó là cái này, cái yếu tố này tuy là nó làm chế độ phong kiến cho châu Âu cho nên nó yếu, nó không có mạnh, nhưng mà đổi lại giống như là ở phương Đông chúng ta, nhưng mà được cái nó lại giúp họ tiến lên xã hội dân chủ khá là dễ dàng, nó không có bị những cái dư âm của chế độ phong kiến, mà nếu có thì nó cũng không có nhiều. Ngoài ra thì lúc này á, là người Hungary cũng bắt đầu quan đến giữa thế kỷ thứ 13 đó, tức là rớt vào khoảng năm 1241 đến năm 242 á, là Hungary cũng chịu cái sự xâm lăng của vó ngựa Mông Cổ. Và lần này thì họ, và nói chung là họ đã chịu khá nhiều thiệt hại. Nói chung là con số mà thương vong chính thức thì đến nay rất là khó để mà ước định, nhưng mà nhìn chung thì người Hungary họ đã rút được kinh nghiệm, và sau đó thì họ đã cố gắng họ phát triển. Cho nên là đến giai đoạn sau á, thì họ đã đến khoảng cuối thế kỷ 13 đó, thì khi mà người Mông Cổ trở lại xâm lược châu Âu một lần nữa, thì người Hungary đã đánh bại được cuộc xâm lăng của người Mông Cổ bằng cái hệ thống phòng thủ và được xây dựng bằng đá của mình. Thành ra đây có thể nói là một chiến thắng rất lớn đối với người dân Hungary. Ngoài ra thì khi bước sang thế kỷ thứ 15 á, mới có một cái hay nữa của người Hungary, đó là họ là quốc gia tiếp theo nước Ý, tiếp theo cái thành bang của Ý, chứ không phải nước Ý, lúc đó chưa có nước Ý mà chỉ có cái thành bang của Ý thôi. Thì là họ là quốc gia thứ hai ở châu Âu và bước vào cái thời kỳ phục hưng. Thành ra có thể nói là họ tuy họ có cái xuất phát điểm là một cái dân tộc mà nó là gốc du mục, nhưng mà họ lại phát triển khá là nhanh nha các bạn. Và cái sự phát triển này nó thể hiện qua cái việc thành lập cái xưởng in ấn. Và ngày nay thì họ có một trong những cái thư viện mà được nói là sách được in ấn theo công nghệ nhập từ phương Đông về đó. Thì lưu ý lúc này là cái công nghệ in ấn nó có vai trò rất quan trọng nha các bạn. Nó không phải là cái in văn các bản gỗ nữa, mà là công nghệ in chữ rời. Các bạn có thể tự lên mạng để mà nghiên cứu về cái bản in này, với cái mình không chuyên về kỹ thuật thì mình nói các bạn sẽ không hiểu lắm. Mình bản thân mình trình bày mình cũng sợ cái chính xác nó cũng không được cao. Thì sau đó thì cái đất nước Hungary nó thịnh vượng tương đối là lâu, bởi vì mãi đến đầu thế kỷ 16 thì nó mới suy yếu, và dần dần thì nó do là cái vị vua chỉ là lãnh đạo bất tài thì cũng vậy trơn á, thì dần dần nó bị Ottoman đó là lấn lướt và chinh phục.
thì nhà Habsburg lúc này là chỉ vì ở Hungary. Họ lúc này chỉ còn giữ được 1 phần 3 lãnh thổ thôi, 1 phần 3 lãnh thổ của họ bị Ottoman chiếm, còn 1 phần 3 lãnh thổ của họ thì bị biến thành chư hầu của Ottoman. Về sau đó là cái vương quốc Transnistria đó. Thì nhà Habsburg mãi mất đến phải đến nói là cuối thế kỷ thứ 17 á, mới đến khoảng năm 1686 á thì mới đòi lại toàn bộ lãnh thổ của mình. Ngoài ra thì còn phải bị ăn áo nó chèn ép và đủ thứ nữa. Thì đó, nói chung đó là cái tiến trình lịch sử của Hungary trong cái thời kỳ Trung cổ. Bây giờ sau đó thì nó thuộc về cái thời kỳ cận đại rồi, mình không nói thêm. Thì đó, rồi bây giờ đánh giá về phe Hungary ở trong cái bản tường World Media 2 này, thì các bạn có thể thấy đây là một cái phe phái mà nó mạnh về hiệp sĩ và cái lực lượng kỵ binh tinh nhuệ, nói chung là kỵ cung, thì nó là dân gốc du mục mà các bạn. Thì bên cạnh đó thì nó điểm yếu của nó thì nó là nó thiếu những cái đơn vị bộ binh mà tương đối mạnh, bộ binh chuyên dùng để tấn công. Thì cái đơn giản cũng chỉ dễ hiểu thôi, nói chung là nó thì dân gốc tử ngựa thì bộ binh nó không mạnh là chuyện bình thường. Mục tiêu của Hungary thì được đánh giá là khá là khó nếu mà so với Ba Lan, tại vì nó nếu như Ba Lan thì chỉ cần diệt Nga và Hungary, tại vì Nga là phải quốc gia theo chánh thống giáo rồi, thành ra là tương đối dễ đánh. Tại vì đánh nó thì giáo hoàng sẽ không có nói tiếng nào, nhưng mà Hungary đánh đế quốc La Mã thần thánh, tức là đánh Đức á, Đức giáo luôn, đế quốc La Mã thần thánh là tập hợp của Đức giáo. Nên Đức giáo thì cũng là một dân tộc Đức thôi, nhưng mà họ tách ra hai quốc gia riêng. Với lại Ba Lan, hai quốc gia này đều theo Thiên Chúa giáo, thành ra là nó nằm ở cái khu này nó cũng khá là loạn. Các bạn đánh thì nhiều khi giáo hoàng lại găng thềm nữa, bạn trước cái mình chơi Scotland thì các bạn cũng thấy rồi đó. Giáo hoàng chỏ mũi hoài luôn, rất là bực mình, cũng không có làm gì được, cái trơn bị bó tay bó chân chỗ này chỗ kia. Rồi còn về mà quân đội á, thì các bạn vào cái phần Christopher các bạn coi á, thì các bạn sẽ thấy khá là rõ. Thì giờ mình sẽ đối chiếu quân Hungary với quân Ba Lan cho các bạn coi ha. Thì đầu tiên này, đây là quân Hungary. Thì các bạn thấy là nó sẽ có khá nhiều cái đơn vị, nó có những cái đơn vị chuẩn châu, nhưng mà đa phần nó cũng có những cái đơn vị mà nhìn nó có hơi gốc du một xíu, khá giống Nga với lại các quốc gia Đông Âu khác. Thì cái lực lượng mà khá là mạnh của nó là cái tụi cầm rìu này, nó chém khá là đau, và nó nếu mà so với tính rìu của Nga hay của Ba Lan á thì nó xịn hơn chút, tại vì cái gì nó chịu đòn, nó tôi nghĩ là nó có giáp, nó thủ tốt hơn xíu thôi. Ngoài ra thì nó có mấy cái thằng này mình đánh giá thì cái khả năng chiến đấu cũng tương đối tốt, tại vì tuy là cái sức chiến đấu nó không cao nhưng mà nó có đòn đòn xuyên giáp và nó loại được khả năng phòng thủ của đối phương. Cung nỏ của nó thì cũng tương đối ổn, không mạnh lắm, súng thì nó chỉ có mấy thằng cầm carbine này thôi, không ngon lắm nhưng mà cũng tạm được đủ dùng. Còn mà kỵ binh của nó thì nó có mấy thằng Hussar của Đông Âu là nó khá là xịn. Thằng này thì không nói chuẩn chung rồi. Ngoài ra thì thằng này nó cũng có thể tuyển được kỵ binh hiệp sĩ dòng đời hoặc là kỵ sĩ y viện ha. Cung kỵ xạ kỵ của nó thì nó đều là kỵ cung cả. Mấy hai thằng này nhìn chung khá là ngon. Thằng này thì nó là kỵ binh bình dân thôi, nhưng mà nó là cái kỵ binh dạng như là chỗ truyền của mấy ông Hungary á, nó là kỵ binh bắn cung hạng nhẹ. Còn mấy ông này là kỵ cung hạng nặng. Nhìn chung là đây là kỵ binh quý tộc nha các bạn. Nói chung đây là kỵ binh giai đoạn sau khá là ngon. Pháo thì không nói làm gì, tại nhìn chung pháo thì mình không có đề cao dùng trong cái phiên bản này lắm. Nói chung là Hungary nó không có pháo bắn bay qua đầu hơi dở thôi. Tại pháo này là pháo bắn thẳng hết. Có hai xe pháo này thì có lẽ mình sẽ dùng nếu cần. Còn về Ba Lan á, nếu mà đối chiếu các bạn sẽ thấy là Ba Lan thì nó sẽ có thằng này giống của Nga, thằng này bèo hơn cái thằng kia và nó không có giáp, các bạn thấy không? Phòng thủ nó có một mà. Hai thằng chiến đấu gần như ngang nhau nhưng mà thằng này nó là không có giáp, nó hơi bèo hơn chút. Và nó cũng không có cái thằng lính bình dân mà nó chỉ có cái thằng này thôi. Thành ra là nó hơi ít lính tập kích tí. Nhưng mà được cái là mấy anh Ba Lan này thì có thêm chủng loại kỵ binh, và ngoài ra thì nó có kỵ binh ném lao, kỵ binh bắn nỏ, chứ không phải là chỉ kỵ binh bắn cung. Mà mấy thằng này là gốc là dân Lithuanian nữa, Litva đó các bạn. Pháo thì Ba Lan thì cũng không hơn phe Hungary lắm. Nói chung là cũng là mấy pháo bắn thẳng thôi, thành ra là mình cũng không đề cao. Nói chung là hai phe này nó ở gần nhau, nó cũng có khá nhiều nét tương đồng. Mặc dù nhiệm vụ trong game là chúng ta phải diệt Ba Lan, nhưng mà thực tế trên lịch sử thì Ba Lan với Hungary là khá là thân nhau nha các bạn. Hầu như mình không đọc thấy có tài liệu nào là giữa họ có cái sự xung đột. Họ chỉ có xung đột với Áo với lại Đức, gốc Đức thì coi, người thành bại gốc Đức thì có. Chứ hầu như là họ không có cái xung đột với lại Ba Lan. Và nhìn chung thì trước mà lúc lập quốc á, thì cái bộ lạc Mayas mà thống nhất cái bộ lạc khác á, mình không nhớ tới bộ lạc đó lắm, từ tiếng Đông Âu mình không có rành. Thì nó đã loại bỏ những cái thế lực mà nó tính có định là liên minh với đế quốc Đông La Mã. Thành ra có thể nói đây là một cái nền tảng khá là vững để mà cho Hungary nó theo đạo Thiên Chúa, chứ nó không có theo chánh thống giáo của Đông La Mã. Thành ra các bạn có thể thấy là chỉ có Đông La Mã và Nga là theo chánh thống giáo thôi, còn tất cả các nước châu Âu khác là nó đều theo Chúa giáo. Và lúc này là Hungary là cũng triệt tiêu tất cả những cái thế lực mà nó có ý định là giữ lại cái đa thần giáo hay là những cái tôn giáo truyền thống.
Thành ra nhìn chung thì có thể nói là Hungary đó là một cái quốc gia mà nó thuộc tí theo đạo Thiên Chúa giáo. Hiện tại thì 75% dân số Hungary là theo đạo Thiên Chúa nha các bạn. Rồi ok, chúng ta vào trận cũng được rồi. Nhìn chung thì cái vùng này nó hơi khó quản, tại đất nó khá là rộng. Chúng ta sẽ phải xây ít nhất một hoặc hai cái tháp ở đây. Về cơ bản thì mình muốn phát triển ra cái vùng đất này để mình mượn đường mình ra cái ra biển Đen, chứ mình thật ra mình cũng chả muốn tranh hùng với Ba Lan hay là Đức làm gì cả. Chả có cái đường nào ra biển mà đánh hàng này nó còn phiền nữa, mà tại nhiệm vụ yêu cầu thì phải làm thôi. Nó không muốn đánh hàng đó thì chơi cái này, nhưng mà chơi cái này thì lại phải đánh nhiều quá mình không có thích. Mình đánh đâu La Mã thì giáo hoàng còn mừng nữa, nhưng mà vấn đề ở đây là nhiệm vụ đó lại bắt mình phải diệt hàng này. Thành ra có lẽ phải tìm cách chơi khéo giống như chơi Scotland thôi. Scotland thì hầu như nó chỉ có đường mở rộng là xuống phía nam hoặc là phía đông thôi các bạn, chứ còn nó không có nhiều đường đi lắm. Nó xuống đây lại xa quá, khá là bất lợi cho nó. Cái đường mà đi khắp phá châu Mỹ thì nó lâu lắm nó mới mở. Còn Hungary này thì thật ra ổng có khá nhiều hướng để đi, nhưng mà khuyên các bạn tốt nhất là mở rộng về phía tây và phía nam, tại vì các bạn mở rộng về phía này là dễ Mông Cổ nó cho các bạn đòn đấy. Mà chúng ta thì không nên làm phiền mấy anh Mông Cổ làm gì cả. Các bạn chiếm bán đảo Krum để mà có một cái cảng biển tốt cũng được, nhưng mà mình cũng khuyên là đừng vô chỗ này làm gì cả, nó cũng phiền phức lắm. Tốt nhất là các bạn cứ tranh hùng, các bạn làm chủ cái khu này là được rồi. Chủ yếu là chúng ta chiếm tí, chúng ta chiếm Hy Lạp nè, các đảo Ban Căng á, thì chúng ta chiếm hai chỗ này là ngon rồi. Đủ 15 tỉnh, thậm chí là đánh xong hàng này là đủ 15 tỉnh rồi các bạn, khỏi cần đánh nhiều. Ông Đức này xui xui nhiều khi còn biên đăng mạch nó diệt nữa. Tất nhiên là ơi thường nó sẽ không để chuyện đó xảy ra, do là thường thì ơi nó sẽ bút, cố tình nó bút cho cái phe nào mà là cái phe mà ta phải diệt, chứ nó không để phe đó chết dễ vậy đâu. Tại nếu vậy thì nhiều khi chúng ta lại được cái thế là bất chiến tự nhiên thành thì kỳ lắm. Rồi ok, chúng ta vừa vô thì chúng ta cũng có một cái lực lượng mà nó khá khá chứ cũng không đến nỗi tệ, nhưng mà bây giờ phải lo đi mở rộng lãnh thổ đã. Rồi đây chúng ta tập trung lực lượng ở đây thì chúng ta sẽ mở rộng ra khúc này từ từ, tính đừng có cố gắng vội các bạn, vội vã cũng không được gì. Rồi chúng ta lo, chúng ta đào tạo cái này, đào tạo gián điệp cái đã. Thành này bự thì thêm một lính cũng được, tại đơn giản là lính nó tự nuôi. Thành này thì từ từ để mình lấy thêm quân đi luôn cũng được. Như là chúng ta kiếm đường ra điểm ra biển để phát triển cái đã các bạn. Rồi chúng ta tính tới việc đánh Đức với Ba Lan sao. Holders my king. Yes. Cho hai này đi luôn đi. Tính giữ lại nhà cho an toàn mà thôi. Giờ mới vô thì cũng chả có nổi loạn mấy đâu, nên cũng không cần phải sợ. Mấy thằng lính chuẩn của phương Đông này nó hơi dở xíu các bạn, thành ra mình không thích lắm. Mà không thích thì cũng phải dùng à. À công chúa hả? Công chúa thôi vô thành dùng luôn. Từ từ chúng ta sẽ tạo ra một thêm một quý tộc nữa. À, chúng ta có linh mục đang đứng ở đây vậy. À rồi ok, chúng ta sẽ tuyển linh mục ở bên này. Rồi ok, chúng ta xây cái chợ nào, nói chung là an ninh tương đối là tốt. Rồi giờ mới cho gián điệp đi được. Ây trời đất ơi, nó giỡn với mình rồi, buồn quá. Yes. Chơi nó. Moving to engage. My lord. Rồi chạy được có một lần thôi chú em. Yes lord. Hết hồn chưa? Long live the king. My king. Call me. Rồi thôi lát nữa cho thằng gián điệp đi chung luôn đi. Ở đây có cái chợ. Rồi ở đây xây nhà thờ lên tiếp. Nói chung là chúng ta sẽ cố gắng làm cái công tác tôn giáo cho nó tốt. À, lính thì thôi chưa cần, thì chúng ta mua ông linh mục đã. Chúng ta sẽ phải đầu tư khá là nhiều á. À công chúa của Ba Lan tới rồi. Chứ là giờ mới vô thì đừng đánh Ba Lan vội. Chứ là mình chưa muốn em ơi Ba Lan mùa tiết toan đâu. Xin cưới công chúa luôn. Oh well, goodbye. I look forward to our next. Tội công chúa đẹp mà mua tội gì không cưới đúng không các bạn? Yeah. Yes. Rồi đây đi vô. My king. Onward. We move onward tomorrow. Rồi đây. How may I
Rồi ông này đi theo luôn đi. Để xây cái tháp ở đây đã. Rồi đây một lính. Như là công tác mở rộng khá là khó khăn các bạn. Đây cái tháp đầu tiên. Rồi ok. Cái này thôi chúng ta cũng không giữ làm gì các bạn. Rồi ok chúng ta xây cái này lên. Rồi xong chúng ta chiếm được cái thành đầu tiên. Để chiếm cái thành này cũng sợ có bất đồng với Đông La Mã mà chúng ta phải chịu. Rồi đây như đây quân mà đánh không xong nữa là thôi buồn lắm. Đây ông này cho đi xây tháp. Chúng ta còn thiếu cái tầm nhìn nhiều chỗ lắm. Vừa vô mà tốn tiền cho mấy cái tháp này là mình cũng không vui rồi đấy. Mà tại phải xây thôi. Rồi đây chúng ta xây cái này lên trước. Rồi ok. Chỗ nào cũng lo xây lò rè. Như là đảm bảo khả năng quốc phòng nữa các bạn. Tại phe này chúng ta phải đánh nhau khá là nhiều. Rồi xây cái này lên tiếp và chúng ta chuyển đổi. Rồi từ từ đổi luôn thể đi. Lên giáp bạc luôn chứ lính này yếu lắm. Không có giáp là nó không, nó đánh nhau không ra gì hết trơn. À đây chúng ta xây một cái tháp nữa là thấy đường rồi. Cần chúng ta cần thấy hết lãnh thổ của chúng ta. Chứ không thì chúng ta sẽ rất là dễ bị ăn đòn. Nhiều khi là nó có nổi loạn á, phải không? Nó sẽ trừ tiền của mình ra thôi, thà nuôi cái tháp có gì mình nhìn đất của đối phương luôn. Xây mấy cái tháp ở vùng biên như thế này rất là lợi. Rồi xong, chúng ta cho ông này đi chung với ông kia luôn. Đúng rồi, là ông này sẽ lên giữ đất. Cái này cái thành chúng ta chuẩn bị chiếm đó là cái lâu đài cũng tương đối dễ chịu. Đồ thành. Rồi. Thôi không đồ thành, mới vô đồ thành thì không biết dân ở đâu. Để chúng ta phát triển. Rồi đây, cảm ơn. Rồi xong. Chúng ta cần đường ra biển nè, cái thành này nó có biển. Chúng ta phải cần có hai cái cảng ở khu vực Biển Đen. Không biết có phải gì, không biết có là làm gì Nga ghét mình hay không nữa. Từ từ đem quân lên đánh thằng này sao các bạn, nguy hiểm. Chắc phải đánh tay luôn á. Chủ lực của mình đang nằm ở đây rồi. Thiệt hại tương đối nặng. Thật ra mình đánh tay thì cũng thiệt hại nặng thôi. Thành ra là chịu. Cho ông này lên đây cái đã. Cùng hai ông đi đánh thằng này. Mình cần hai đội kỵ binh mình hút cho nó dễ. Ở đây chưa vội. Vì đây đâu là mã, đừng nó quýnh tôi liền nha. Mua một con ngựa đi. Dù biết là xạ kỵ thì không quan trọng lắm. Đúng rồi là cái đánh ô tô thì xạ kỵ nó không mạnh các bạn. Rồi đây cho chạy hướng này. Chiếm nhanh hay không nhiều đứa nó chiếm nữa, mà khổ lắm. Cái vấn đề chủ quyền này nó rất là quan trọng các bạn. Rồi đây. Orders my lord. Dẫn ba ông này đi nè. Ủa đâu mất tiêu rồi. À kích thắng luôn. Rồi ok. Ông này về xong rồi tới lượt ông này đi. Trời đất. Thằng này có mắt không thấy Thái Sơn. Rồi cho nó vô đây trước. Rồi mình chuyển đổi sao? À giờ chuyển đổi được rồi. Vậy đi mới có tiền sống.
Ông này đi xuống đây. À, chỗ này từ từ để cho nó theo mình đã. Đây cái lò rèn nên đã tính. Bộ linh mục luôn. Đấy cứ thế mà phát triển. Cái phần trên này chắc là chưa à mà khoan. Cho đi xây cái tháp ở đây luôn mình muốn mình nhìn. À không, mốt mình chiếm cái này là tự động có điệp viên nó nhìn giùm mời khỏi cần. Quên mất. Thôi giờ xây trước đi. À, chỗ này nó cũng khá xa cho xây cái tháp ở đây này khá là ngon. Stopping overnight, my king. Từ không vội các bạn. My king. À đây. Moving into position. Yes. Of course. À, ông Van tới rồi hả? Rồi ngon thì nhào vô đánh, quân mình đang ở đây đông lắm. Ngon thì cứ nhào vô nếu có đủ sức. À rồi, ok. An honor to serve, my lord. Đây, cái tháp honor. Đây. Got some new exotics to trade with us. Yes, my rồi, xong cái hơi bị nhiều tháp, 4 cái tháp luôn các bạn. Rồi xong xuống đây nha. Cho con này nó ở lại nó giữ cái đất đó luôn, cái ông này đi cũng được. An ông này serve, ông này là vua luôn các bạn. Orders, my king. Ờ kệ dẫn mấy thằng giáp bạc đi cũng được. Chả sao. Rồi ok. Ngon thì cứ xuống đây. Xây cái tên cái tường đá cũng hao lắm chứ đùa đâu. Ờ có hai thành, ok chúng ta chiếm thêm cái thành này nữa là đủ rồi. Ê, trời đất ơi. Nó loạn gì đông vậy? Lên giáp cái đó, vậy sao dám đâu quân. Toàn là nông dân thôi nhưng mà cũng khá là kinh đấy. Ông này về hỗ trợ đã. À, là chúng ta xây dựng dần lực lượng nào. Cái này để lát nữa hồi luôn cũng được. Rồi tạm thời cho mấy ông này ở nhà đi. Orders, my king. Yes. À, lượt sau đi. Chà, phải nâng cái này lên trước các bạn. Tại nó lên dân nó 2000 mấy rồi lên cái rồi nó khùng nó dân nó quậy mình nó tại dân ở đó tại dân cái này đông quá. Hồi nãy đồ thành thì không đổi qua thị trấn cũng được. Ok, Đông La Mã. À, nhận luôn, ông Đông La Mã này dễ tính ghê mặc dù cái map ông bự hơn cái map mình. Ủa, tụi nổi loạn đâu rồi? Mới thấy đây mà. Từ nha, khoan đi. Your will, my king. Yes. Lâu đài thì không phải dễ phá, nên chúng ta có thể chơi được. Ok, chúng ta mới đầu vô hạ tầng mình yếu quá. Rồi sứ Milan sang chào. Chào thôi, không đặt quan hệ ngoại giao. Có cái thành là bằng đá thì thấy cũng ngon rồi. Nhưng mà cũng phải hết sức cẩn thận. Đây thêm này nữa. Chúng ta cần đảm bảo an ninh. Một phần đó là tại với cái chỗ này nó tốn tiền nâng cấp rồi nè. Ở đây Budapest đây. À, như cái thành này ngày nay nó là thủ đô của Hungary luôn rồi phải. Rồi thôi tha đi. Đụng cái đồ thành thì ai dám ở với mình nữa. Rồi đó nó là cái làng này mình nâng lên đây vậy nó dễ. Chứ là hạn chế đồ thành nha các bạn. Công chúa của nước Đức, ok. Gọi là nước Đức đi, mặc dù biết nó là một cái liên minh giữa Áo với Đức luôn chứ không phải mình Đức. Your Majesty, I bring word from the Kaiser. Agreed. Tặng lại bản đồ luôn. It was all có đi có my lại, pleasure. Mình chơi có đi có lại quen. Guten Tag. Không có thích bị lệch. Cái
bản này làm ngoại giao chưa ngon lắm. Bản qua các bạn qua Tam Quốc á, nó sẽ có cái cân bằng ngoại giao luôn. Rồi ok. Tốt, có cản rồi, nhưng mà từ từ đã, xây cái cản cũng được vậy. Lúc này ai làm khó gì mình đâu. Chỗ này làm cho nó thành cái lâu đài, nó trấn phía nam tạm thời cũng được. My king. My king. Yes. My lord. Khoan cho mày đi vào đường xíu. Còn không thấy nổi loạn thôi. I could bring nó trốn ở đâu rồi. Nổi loạn nó chạy đâu, nó đang trốn ở đâu á. À, ở đây. Yes, lord. Rồi khoan. An honor, my lord. Vâng, yes. Vâng, chính xác là ở đây. I look forward to fighting quá. Mình thì chưa có lính gì ra hồn cả. Biết luật sao đánh được không? Đánh được thì lui. Đây, xây cái đường lên, kết nối lãnh thổ lại. Chỗ này có cái cản rồi thì có lẽ sống thoải mái hơn chút. Nó vừa vô mà game nó bóp mình rồi các bạn. Sứ Mi Lăng tới chào. Xây mấy cái tháp này á, các bạn mất liên lạc cái tháp nào nổi loạn đang đứng ở cái tháp đó đó. Chạy đâu rồi? Ủa nó đâu rồi? Ờ cái thằng nổi loạn nó chơi mình. À, hay. Ồ, chú này vậy mà giỏi phết. Ồ, hình như Budapest chỗ này mới là thủ đô của Hungary. Hungary nó nằm đây. Tại vì ngày nay Hungary nó không có biển. Nó phải thủ đô nó nằm đây mới đúng. Xin lỗi các bạn. Yes, my king. Rồi, ông này đi về giữ, dẫn cái đám quân này về giữ thủ đô. Orders, my king. Orders, my king. Yes. Rồi đây. Orders, my king. Cái này chắc chưa cần đâu. Chúng ta lên cái này trước. Rồi sau đó cho ông này đi sang đây giữ đất nè. Rồi ok, có đứa nó không vui mà kệ, chúng ta cứ đi thôi. Thiên lộ mà các bạn. À chỗ này quên tăng thuế. À tại nó vậy mình cũng không dám tăng. Đây chúng ta nâng cái này lên trước. À, tới cái này. Chỗ mấy chỗ này nó theo chánh thống giáo nhiều mà nó cũng không ưa mình các bạn. Chỗ này thì từ từ. Rồi ok, chúng ta cho phân bổ đi cho nó đi trấn nhậm khắp nơi. Chỗ này thủ đô rồi, nó cho quân đông đông một tí. Chỗ này thành mới chiếm các bạn, chưa có gì hết. Thật ra giờ lính nào giữ nó thì cũng vậy thôi, nó chưa có tự nuôi quân được. Trừ cái thằng cơ bản ra thôi. Đây truyền đạo giùm tôi ông ơi. Gì đây? Rồi từ từ đó mấy ông ơi, nóng quá. Thành mới chiếm mà nó cho mình cái gì đấy? À 2.500 hả? Cũng đáng. Mà từ từ. Yes, lord. Men, march. Yes. Phút này là cũng nên có một cái tháp đấy. Yes. Establishing a watch post. Tại mình không ý định ra cái hướng này, thành ra chỗ này cần có cái tháp để quan sát thôi. We move onward. Thành này thì ok. Ta hồi quân lại là được, tại giờ cũng không có đủ tiền để mà mỗi thành 10 quân đâu các bạn. Vậy là quá lắm rồi. Rồi đây chúng ta xây cái này để đảm bảo cái luật pháp đó, để nuôi ông linh mục cho ông cải đạo. Ôi trời, Tây Ban Nha tới lẹ vậy. Trời ơi. Ông này công chúa của Tây Ban Nha chắc là đi tàu hay gì rồi mới tới lẹ được giống vậy không? Tây Ban Nha nó chưa có mấy cảng biển để mà nó ra địa Trung Hải. Đông La Mã chắc là tiếc cái thành này muốn lấy lại. Rồi thôi kệ, cũng không sao. Ottoman tới luôn rồi. Chắc bố mình đập Đông La Mã mà lấy đất đường Ottoman quá. Some say I am a jewel of the Mediterranean.
Chà, nổi loạn à. Từ từ, lên thành đá đã. Cái Hungary thì dễ có nổi loạn nha. Chắc là mình cái vụ mà cải đạo á, dân nó không có, nó cũng có nhiều đứa nó không đồng tình. À, cho này chạy anh đây đi. Ông này vô đây, rồi xong. Về đúng chỗ mà trấn nhậm. Ở đây thì khoan. Cho ông này ra thiền đạo thôi. Hồi chứ tí là nó ủng hộ thấp quá. Rồi để coi quýnh thử coi chưa được không. Cái này phải quýnh tay nha các bạn. Tại vì không quýnh tay thì nó chúng ta sẽ thua đó. Biết là lính nó bèo rồi mà tại kỵ binh thì ô tô bằng kỵ binh nó rủi ro lắm. Trời còn đụng trời mưa mà nó ngược hướng về mình nữa. Rồi nó khô quá nó về ngay góc luôn. Trời nó leo lên trên này là chúng ta mất lợi thế rồi. Để mình nói mà. Rồi ok. Về đi cho nhanh. Sợ nhất là địa hình xấu mà Hungary đất đồi núi của nó nhiều. Hungary nó chỉ là cửu hạng trung thôi, hiện tại nó là như vậy. Nó chưa là một thời nó cũng khá là kinh đấy, đế quốc Áo Hung mà, nhưng mà lúc đó nó lại tồn tại danh nghĩa của hoàng Áo cơ. Chứ không phải là của chính nó, thành ra cũng không thể coi nó là một cái đế quốc hùng mạnh được. Và đúng là nó cũng có một cái thời mà tham gia thế giới thứ nhất chứ cũng chạy vừa đâu. Cũng là kinh lắm đấy. Chỉ có điều là cái đế quốc nó không tồn tại được lâu rồi. Ủi vô một cái là đi rồi. Mất tướng là nó tan ngay. Nó đánh nổi loạn là phải như vậy. Người ta nói cầm tặc tiên cầm vương mà các bạn. Tức là bắt giặc trước phải bắt vua. Giữ được cái thằng cầm đầu cái là mấy thằng khác tan rã liền. Không phải tự nhiên mà mình chạy vòng vòng mình kiếm chỗ mình chạc đâu. Có tính toán hết đấy. Mấy thằng nông dân này nó dễ mất tinh thần lắm. Là lính đó hầu như mình không xài luôn, cũng là do đó. Nó giống như cái lực lượng an ninh thôi chứ cũng không cho quay lại lính nữa. Vậy nó có tên nó là dân quân, nhưng mà thậm chí là mình thấy nó còn chả đạt được chuẩn của dân quân thôi. Rồi ok, nâng này lên chúng ta kiếm tiền nào. Nó là nhà lính nhưng mà nó tăng cái luật pháp thì chúng ta sẽ lấy tiền được nhiều hơn. Yes, Mikey. Ở đây đi đường này về cũng được. Cái chỗ này nó dướng con sông nha các bạn, hay là phải qua cầu hoặc là đi qua băng qua cái chỗ này. À, ok, chúng ta xây cái chợ trước đi. Từ từ nhiệm vụ nó cũng không gấp lắm. Đồng minh thì không dám. Đồng minh là dễ ăn đòn lắm các bạn. À giờ thánh chiến Hồi giáo rồi mà không sao nó nhắm thường nha. Cuộc thánh chiến Hồi giáo đầu tiên là nó nhắm tới Baghdad. Baghdad thì cái thành nó thành nó loạn, cứ cho nó đánh. Chả sao. Rồi chung vô đây. Rồi cái đám này đi thì phải cho hai lính xuống. Your will, my king. Confronting the enemy honorably, my king. Rồi xong hai lính đứng giữ. Ở đây chưa nuôi gián điệp được. Thành này cũng chưa có gián điệp. Gián điệp bắt buộc phải tuyển ở đây các bạn. Rồi xong. Ok không sao, rồi kệ nó làm nhiệm vụ cho nó vui các bạn. Chúng ta cũng nên tôn trọng với quý tộc tí, không phải làm loạn nữa thì mình cũng mệt. Quy Lăng cuối cùng cũng chịu mở lời. Rồi ok. We accept this until next time. Chà, được thêm một quý tộc nữa. Chắc là gả con gái nữa rồi. Ok, có công chúa thật là lợi. Đây đúng lúc mình cần phong tước cho ai đó ở cái tỉnh này. Còn tên hai chỗ này nó khá là giống nhau, như một thằng chữ B, thằng chữ R. Thảo nào nãy mình lộn. Rồi có đường đi là khá là ngon rồi. Chỗ này thôi ok chuyển đổi được rồi.
mấy cái thành bự này nó lâu đài nó tuyển quân lẹ lắm, mới ở cấp này thôi nó đã tuyển được 3 ô rồi các bạn thấy không, tại nó thuần túy về mặt quân sự mà. Rồi đây bao vây, chúng ta đang dùng cái đánh thuê thay lính chính quy của chúng ta đấy. Thay lính chính quy mình có cái gì đâu. Mấy thằng này là mấy thằng Bungary, banh căng, cung thủ banh căng. Mấy thằng này là mấy thằng lính đánh thuê người Slav. Có mấy thằng nỏ này là ngon thôi. Mà thôi giờ tiền đâu mà nuôi cái đám này. Orders, my king. My king. Mấy thằng này là mấy thằng cung thủ dân thường. My lord. Tại tàu lính bắn cung không này. Cung này toàn dân chơi cung không ta. Lấy thêm thằng nỏ để cho nó có sự khác biệt đội hình. Rồi ok. Tranh thông giáo với lại thì chú giáo lại tranh giành ảnh hưởng nữa rồi đó. Thiệt cổ. Hội truyền giáo luôn. Ồ vừa vô có này ngon rồi. À, xây đi cho lát nữa chúng ta xác định là chúng ta cứ tuyển linh mục ở khu này thôi. Nói chung là thành thị của mấy ông Hungary này thì phải lại phát triển hơi chậm nếu mà so với các nước châu Âu khác, nó hơn cái điểm này nhưng mà nó lại dở hơn cái điểm khác rồi. Tại mãi đến thế kỷ thứ 13 nó mới phát triển mạnh được, trong khi các quốc gia châu Âu khác thì nó phát triển sớm hơn. Phát triển mạnh nhưng chứ cùng thời thế kỷ 11 thì nó cũng đã có rồi chứ không phải không có. Rồi ok, cho ông tướng này đánh không cũng được. Ok, chúng ta đánh Master một trận nữa nào. Rồi ok, dựa vào núi luôn ha. Còn mà cái khu đồng bằng này cũng hay, những bao quanh ba mặt của nó đều là núi cả. Nhìn chung thì thường mấy cái nước mà không có biển thì thường nó hơi khó phát triển một chút. Nhưng nói chung là nó không có điều kiện để mà giao lưu bên ngoài, nó đi đâu thì nó cũng phải nhờ cảng biển của người ta. Và nó đi đường bộ. Ngày nay thì có thêm đường không, nhưng mà đường không thì chưa bao giờ nó là cái con đường mà nó mang đến cái chiến lược về mặt số lượng cả. Chủ yếu là nó là cái đường mà để chúng ta đi nhanh thôi. Nhìn cái địa hình này là kỵ binh leo lên là thấy núi rồi đó. À, toàn mấy thằng nông dân. Thằng nào làm tướng? Cái này phải nhìn mới biết là cái thằng làm tướng nó sẽ bận giáp, là đội này không có. Vậy là thằng tướng đứng trên này rồi. Đây, chính xác. Xử cái đội này nhanh. Toàn mấy thằng nông dân thôi nhưng mà nó cầm cái chĩa nguy hiểm lắm. Không chạc được tại nó đang quay lưng nó chạy, nhưng mà nhìn chung mình vẫn đánh được chết mấy thằng hiệp sĩ thôi. Chắc nói chung cũng là kiểu quý tộc bóc lộn nông nô quá đáng là năm mấy thằng này nó mới làm loạn, chứ người dân của chúng ta thì rất là ổn hòa, đâu ai rảnh đâu đi làm loạn làm gì, ở nhà phải làm ruộng chứ không làm ruộng thì lấy gì ăn. Our men have captured the enemy general, guard him there so he can. Lúc này chế độ nông nô hầu như còn phổ biến ở châu Âu mà các bạn. Rồi ok, phát nữa. Thằng này tính là lì hơn cái thằng hồi nãy. Thằng hồi nãy tướng nó chết cái nó chạy luôn. Còn thằng này thì nó còn đứng lại để chiến đấu. Chắc bây giờ thấy mình chạc vô cái nó chạy quá. Còn mấy thằng nông dân này không mà. Biết ngay là nó mất tinh thần liền. Mình chết có thằng hiệp sĩ à. Cận vệ của tướng thì nó tự hồi, khỏi cần mình hồi. Ông Ba Lan tính là nhanh tay nhưng mà không nhanh tay được. Chà, ở đây lại có loạn rồi. Cái okay, mình ăn ở tốt lắm mà sao loạn khắp nơi này. Thôi, vậy được rồi, không nên đồ thành các bạn. Rồi, cảm ơn cho 2.500 nha. Rồi, nâng này lên cũng được. Your will, my king. Chà, nguy hiểm quá ta. Này nó bốn thằng là không có đi ẩu được. Phải dẫn quân đi đàn áp mới được.
Yes, my king. Như là đất này là đất nó giống là đất trung lập á, đất nội loạn á, mình chinh phục nó ra cũng dễ có chuyện. Chiếm Kiev à. Mấy thằng này nó chưa đi xa nhỉ. You have a proposal. Chiếm chỗ đó là dễ ăn đòn lắm đấy. Xây cái nhà thờ lên đó. An honor, my king. Giờ một lính ra đây. Your will, my king. Từ coi thằng nổi loạn nó đứng ở đâu đã chứ bây giờ khoan đi. Không có càng ẩu được. Đây, nâng cái này lên. Chúng ta lấy tiền, lấy đồ đã. Đây cái lò rèn nữa. Đến đây toàn giáp bạc rồi nhưng mà nhờ từ thành khác chuyển qua. Thành này cũng bản thân nó chưa có điệp viên nữa mới khổ chứ. Rồi đây cho điệp viên ở đây qua. Cái này chúng ta có lính bắn nỏ luôn rồi này. Mà nỏ đây là nỏ của tụi Đông Âu các bạn nha. Nó không có khiên ở phía sau. À không hình như có. Nó giống như nỏ chuẩn Italy á, ra là nhưng mà có điều hình nó không bằng thôi. Có mấy thằng xạ kỵ này chơi cũng ngon. Nhưng mà tại nãy giờ không có tiền ra cũng không tuyển xạ kỵ nhiều. Cái xạ kỵ ngon rồi. Yes, my king. Cho ông này quay đứng thì hay hơn. Ủa chết mồ, không hình như của mình ở trên này cơ. On my way. Chà, hơi khó nhìn cái đường biên giới ở cái khu này nha. Gì đây đâu mà đồng minh đồng cói gì ở đây. Gớm khổ. Sai. Chúng ta là một trong những phe dễ đi thập tự chinh nhất đó nha các bạn. Tại vì chúng ta nằm ở cái góc phía đông mình này, chúng ta đi thập tự chinh thì nó khá là ok. Rồi, nó gần thì chúng ta dễ kiếm được đất, dễ giữ hơn. Nhưng mà nhìn chung mình khuyên các bạn cũng nên đừng có đụng tới cái đất thánh làm gì cả, khổ lắm. Rồi ok, có đường đi cả rồi. Rồi nhìn chung thì nó đỡ loạn hơn rồi đấy. Rồi chúng ta cứ đầu tư phát triển hạ tầng, dùng dân quân kìa là được rồi. Đây chúng ta xây cái chợ lên. Tính ra mấy ông này cũng mộ đạo hết chứ. Vừa vô là có cái hội truyền giáo xuất hiện đầu tiên. Dân chỗ này lên nó hơi chậm mà cũng không sao. Giờ muốn đánh chi ép đúng không? Rồi ok, đánh. Cho điệp viên đi trước đã, cho quân mình nghỉ, đừng có đánh liên tục các bạn, nguy hiểm lắm. Rồi đã đánh Kiev xong rồi chúng ta vòng qua chúng ta đánh Ba Lan. Mà trước đó là chúng ta phải gài điệp viên đã. Đánh Ba Lan, đánh Đức thì giờ đất của nó dễ tương đối dễ chiếm. Rồi ok, ông Thổ tới gặp chúng ta rồi đấy. Xin nhiều quá, cái này không cho được. Nhưng mà cái này thì ok nè. Hay chà, cái ông này khó tính nha. Thôi được rồi, thế này đi, em chi anh tí tiền cà phê ha. Cho anh ngàn luôn, anh thấy sao, lúc này ngàn lớn lắm ấy nha. Em xin vô đồ tí thôi. Không tiền sẽ chịu liền. Lúc là có tiền dễ nói chuyện các bạn. Có tiền mua tiền cũng được, mà không là tiền mua lượt chẳng xong ấy. Gia giàu là nhờ mấy cái thành thị nó nuôi giùm lính là xanh xanh vậy là không có tốn tiền nuôi. Rồi ok, Kiev mà đất Kiev nó rộng quá thì chiếm cái đất này mình cũng hơi lo chứ đùa đó. Rồi. Đây gọi một con ngựa ra đây đi. Rồi, chúng ta đem quân đi chiếm thành. Có lẽ mình nên dụ nó đánh mình trước. Do you seek an audience with the high? Rồi đây ok.
chúng ta sẽ có nhà lính để nuôi mấy thằng này đỡ tốn tiền. Rồi đây, ok, chúng ta làm cái nhà trọ đây luôn. Nãy mình hơi đánh giá cao khả năng tăng dân số của cái khu này. Rồi, bỏ mày lại, dẫn đi nào. Không có đường xá gì. Thằng này chắc chiếm xong phải đồ quá chứ không là nó quậy mình te tua luôn, hạ tầng có gì hết trơn. Chỗ này trợ giúp người theo đạo quá. Chỗ này chết mình đấy. Rồi thêm được ít lính ở đây. Chỗ này thì cái lò rèn nó mát rồi, cần mua chỗ mua lính thôi. Mua được lính liền. Ở đây thậm chí còn xịn hơn nữa cơ. Chúng ta chuyển quân đi cũng được rồi đấy. Chuyển lính lên đây nè. Mua hai bánh nỏ bắn nỏ đi, đưa hai ông này đi. My lord. Yes. Making camp. You have a proposal. Chứ là mới vô lên giáp bạc là được rồi. Châu Âu này ta phần còn giáp lưới không à. Xài giáp lưới được rồi. Thật ra giáp lưới này là còn có giáp lưới nặng, giáp lưới nhẹ nữa. Mình xài giáp lưới này nhẹ thôi. Nặng chưa có đủ cái năng lực trang bị đâu. Lại đề nghị đồng minh nữa hả? Không. This concludes our meeting, yes. Ta chắc là cũng có lọ có ít ảnh hưởng tới giáo hòa. Đề nghị thậm chí từ 9 giờ cũng được mà ta chưa muốn đánh. Cái thành này nó nằm ở tương đối xa mà nó không nằm trong mục tiêu của mình. Kiev có nằm trong mục tiêu thập tự không? Chắc là không rồi. Mắt đa là sao đánh nổi. Nhưng mà đa phần là mấy cái thành ở khu vực Tây Á này không à. Có Đông Địa Trung Hải á, cái khu này nè. À, số có một tập từ chinh nó nằm bên đó. Rồi ok. Chúng ta đi. Mấy thằng này cho nó đứng thủ thành là khỏi chê luôn. Orders, my king. My king. We move onward tomorrow. À, ok, đi từ từ cũng được. Rồi, để coi, chỗ này nó tăng dân tương đối chậm á. Để ta xây này lên đi từ từ, tại chỗ này dân mình nó chưa cải đạo nhiều, đổi về nổi về cái thị trấn là mình ăn đòn ngay. Bây giờ không muốn đồ thành mà cũng phải đồ thành nữa không? Mấy anh kỵ binh người A-Lăng nè. Kỵ binh A-Lăng ở bên Attila khá là ngon mà qua đây kỵ binh A-Lăng khá là bèo. Tại đến giai đoạn này cái chiến lược của kỵ binh nó khác rồi. Ngày xưa kỵ binh A-Lăng cổ đại kỵ binh A-Lăng này ngon chứ đến giai đoạn này kỵ binh A-Lăng này tầm thường. We come bearing okay. Of course. Goodbye. It has cùng theo đạo Thiên Chúa nó dễ nói chuyện với tụi này. Rồi sao cũng ngon, nâng cái thành lên luôn. Cũng tốn phết đó nhưng mà chúng ta chấp nhận được. Ồ cái tụi này không nâng giáp lên được hay sao, cái giáp hoặc là nó đỏ. À, cái giáp nại giáp lưới và giáp lưới nặng cơ. Lưới thường nó chê các bạn. Rồi ok, chúng ta nâng cái này lên nào. À chỗ này chưa có chợ để nâng chợ đã. Ruộng thì có thể không nâng nhưng mà chợ phải nâng các bạn. Không phải là mình coi thường nông nghiệp mà tại cái này nó liên quan tới vấn đề dân số các bạn. Ở đây chúng ta mua thêm hai con ngựa cận chiến đi. Tại đến đánh thuê hơi nhiều thôi nhưng mà kệ. Chúng ta có trời con thằng này nó theo nó trừ cái mộ đạo mà thằng này nó nuôi cái thằng ba găng. Phù thủy ngoại đạo nè, nó chắc là dễ bị giáo hoàng cho người ám sát lắm. Đừng có mấy thằng này chứ không là chúng ta dễ giáo hoàng dễ hỏi tâm chúng ta lắm. Rồi, ok thằng này chắc chả cần vây lâu đâu. Mình thì dùng mấy thằng xạ thủ quý tộc thôi chứ mình cũng chả cần phải dùng tới mấy cái tay mấy thằng nổi loạn khúc này đâu có tiêu hết trơn người ta. Rồi thằng tư chinh đã được gọi các bạn và chúng ta sẽ nhắm vào Antioch. Mấy anh đạo hồi thì đã thất bại cho cái cuộc thánh chiến ở Ada rồi. Ok thôi chuyện đó cũng khó tránh. Đánh thì có lúc thắng lúc thua, sự kiện đó cũng hay diễn ra lắm. Mình thì thấy sự kiện đó hoài. Rồi ok. Chỗ này đợi dân lên nữa các bạn. Hồi nãy mình hơi bị đánh giá cao dân số ở chỗ này. Nào ngờ nó hơi bèo. Your will, my king.
À, rồi xong, cửa mở rồi, coi như chúng xuôi. Rồi đồ thành, không muốn đồ thành nhưng phải đồ thành các bạn. Bốn ông kỵ binh luôn à. Bốn ông kỵ binh này để ra trận chứ không phải để ở nhà thủ nhà. Mấy ông này chạy nhanh cấp kỳ rồi, không nói. Rồi ok, như là cho dân ít lại. Mình không thích diệt chủng đâu nhưng mà phải làm như vậy, không mà chúng ta sẽ gặp phiền phức lớn đó. Rồi đây, chỗ này là chỗ mới tuyển mấy ông A-Lăng này mà. Đường đi chỗ này nhiều ghê luôn. Chiếm chỗ này là lát nữa mà mấy ông Mông Cổ cho mình ăn đòn nè. À mà khoan, nếu mà vậy mình tranh thủ mình xuống bán đảo Chrome luôn. Chúng ta sẽ có ba cái cảng ở khu vực biển đen. Giáo hoàng bắt chúng ta trường đạo ở chỗ này rồi. Rồi ok, cái đó thì anh không kia cũng làm à. Lúc này nó phải có cái quốc giáo rồi các bạn, chứ chúng ta không có cái dân chủ ở đây đâu. Như là không có diện nhà nước mà thoải mái trong vấn đề tôn giáo đó các bạn. Rồi vô. Ông này chạy thẳng một mặt lên đây luôn. Đây vô là mười mấy năm qua khi hoa vừa hay nhụy thì về đời trai quân chinh chiến đấy. Mấy ông này đi chinh chiến cho tôi, mang tiếng là quý tộc ở nhà không làm gì. Rồi đây, lên đây tập kết luôn cho nó lại. Rồi chỗ này đầu tiên là xây cái cảng trước. Như là chúng ta chỗ này vẫn còn đang trong quá trình cải đạo nha các bạn, chúng ta ẩu là chết đấy. Rồi tới cái nhà thờ đây, ông mấy ông A-Lăng hồi vô. Vậy là cái đạo quân này của chúng ta toàn đánh xa không. Toàn là cung với lại nỏ thì có được hàng sóc kỵ thôi, sóc kỵ hàng nhẹ. Rồi lên được cái thành bự rồi. Cái thành này là nó có cửa sắt rồi nha các bạn. À, lại xin đồng minh là không cho. Đâu La Mã nó hơi nó tù lắm các bạn. Nếu mà các bạn chơi nó mà không khéo á, là các bạn sẽ bị rơi vào một cái thế rất là xấu. Để coi là chúng ta đã có cái cửa bằng sắt rồi, không còn dùng cửa gỗ nữa. Tại do là nó chỉ có rất ít quốc gia mà nó theo cái đạo của thằng này. Hầu như là chỉ có Nga là cùng tôn giáo với nó thôi, thành ra rất là phiền phức trong cái mặt mà quan hệ ngoại giao, là do nó không có cùng tôn giáo. Lúc này không có cùng tôn giáo rất là khó nói chuyện. Châu Âu ở thời đại này, thời điểm này là nó rất là xem trọng với vấn đề tôn giáo. Of course. We move rồi, chúng ta chưa có thêm quý tộc để bổ nhiệm thì mình chịu thôi. Nãy mình hạ thế xíu nữa chắc được, mà thôi kệ, không gấp các bạn, từ từ. Rồi ok, dẫn hai ông kỵ binh này ra, thêm mấy con xạ kỵ ra đánh là được gì. Thằng này tuổi gì đâu mà nó lui mà. Toàn mấy thằng này không. Trời ơi. Ủa, à chắc ông này nãy giờ chưa được nhận vô hoạt tộc, bây giờ được nhận nè. Lại lập công vô số mà. Your will, my king. An honor, my king. Ai chả lát nữa đi rồi phải xây tháp á nha. Mình từ từ xuống dưới này đã. My lord, my king. Yes, my king. Rồi lát nữa cho bốn này lên giữ đất là được rồi. Chúng ta đổi về thành thị hết các bạn. Lúc này chúng ta chưa cần lâu đài. Nhiều phe này đa phần lãnh thổ của nó sẽ không có biển nha. Mình cố gắng chiếm ba cái cảng ở biển đen là chủ yếu thôi. Sire. Rồi ok. Đây rồi. Yes. Rồi bốn này lên tới rồi tính. Making camp here. Rồi tới lượt cái nhà thờ ở đây và cái cảng ở đây. Một ra nhanh. Mấy ông này chắc là còn lâu lắm mới hồi được, khỏi hồi luôn đi. Orders, my king. Rồi ok, chúng ta có thể nói là chúng ta đang tiến những bước khá là vững chắc. Bán đảo Chrome sắp là của chúng ta rồi. Lát nữa chúng ta sẽ cố gắng cúi đầu trước mấy anh Mông Cổ để mấy anh không có đánh mình.
Mà nếu mà mấy anh vẫn đánh thì coi như mình chịu. Coi như cái đó là sự kiện lịch sử phải xảy ra thôi. Tại Hungary là một trong những cái bức tường mà chống lại cái sự xâm lăng của Mông Cổ mà. Tất nhiên là ban đầu thì họ thất bại như mình nói đó. Cái vó ngựa Mông Cổ nó kéo sang châu Âu là một cái gì đó khiến cho người châu Âu rất bất ngờ. Rồi đây cái chợ lên tiếp, chúng ta làm giàu nhờ thương mại thôi. Rồi đây thêm hai ông này đứng đây nữa là ngon. Rồi chỗ này từ từ mà lên. Yes. Rồi tiến lên. Yes. Này tiến qua. Ở đây có thằng dị giáo rồi, trời ơi. Sao tôi khổ thế này hả trời. Yes. Move out. Rồi xong. Chỗ này thì cứ từ từ. Có điều là cho ông này ra truyền đạo cái. Đứng đây đi. Continue tomorrow, my king. Toàn mấy cái chiếm cái Hungary nó khó, cái nó chiếm mấy cái đất này toàn theo đạo chánh thống thôi. Trong khi mình theo Công giáo, trong khi mình theo Thiên Chúa giáo của giáo hội Công giáo La Mã, mình lại đụng tới cái đất này toàn theo đạo chánh thống, không rất là khổ. Tại chỗ này nó chịu ảnh hưởng của Đông La Mã khá là mạnh. Gì đây? À thập tự chinh phát triển à. Rồi mấy ông rảnh thì cứ đi thập tự. Tôi không có rảnh. Để yên tôi ở nhà tôi lo cái quyền lợi của tôi ở châu Âu. Mấy ông thích thì cứ đi sang đất thánh đi nha. Còn đất đó có thánh có thần hay không mà tôi cũng không có biết. Rồi đây chúng ta nâng cái này lên đã. Rồi đây chỗ này đợi xíu nữa. Nó đang cố gắng cải đạo thì cái thằng này nó lại làm phản cổ tôi không chứ chứ lại. Chú sống kiểu này thì chết anh. Rồi chúng ta cố gắng băng qua bán đảo Crum nào. Rồi đây nâng cái này lên trước đi. Cái thành này nó là cái thị trấn bự sẵn rồi. Và dân nó tăng lẹ lắm, đúng là Kiev tại cái chỗ này đồng bằng tốt mà nông nghiệp phát triển mạnh. Dân nó lên lẹ lắm. À, ông Đô La Mã này ông chạy đủ chỗ đi ông xin liên minh hết. Không nha. Nhưng là không đánh nhau nhưng mà cũng không cố gắng thân. Tại lúc này thằng Đông La Mã sẽ bị thằng Ven nó tẩn nè. Phía đông thì có thằng Thổ. Mà có phía tây có thằng Ven. Hai thằng nó tẩn Đông La Mã như con luôn. Ở đó trong giai đoạn này thì Đông La Mã còn gáy to lắm. Ở đây xây đang rảnh xây cái lò rèn đời ba lên chơi. Cho mấy thằng bắn nỏ mình nó có giáp. Rồi. Is it me with whom you wish to speak? Yes, my king. Does this heretic? May God expose the unclean. Ây da. Yes, my king. Lôi hết xạ kỵ ra chơi. Và cả cận kỵ nữa. Chú làm loạn với ai? March to battle. Cho chú biết thế là sự lợi hại của xạ kỵ. God has delivered us unto victory. Rồi xong. Of course. Con men này đứng đây là an toàn rồi. Rồi bán đảo Crum ơi, ta tới đây rồi Kaffa. À, thành Kaffa là thành chính. Bạn nào mới coi mình chơi Mind Play thì biết cái thành này nó nằm ngay góc này nè mà hình như cái trong cái game nó hình như nó là chữ K, còn đây là chữ cờ. Vậy thôi Kaffa hay Kaffa thì cũng là nó à. Rồi, ok. Rồi đây, chúng ta đã thành công trong việc cải đạo ở Kiev rồi các bạn. Thành ra là anh giáo hoàng thưởng chúng ta 1000. Rồi ok, tạ ơn giáo hoàng. Nhưng là con cũng chỉ lo cố gắng truyền đạo cho dân thôi. God save. Thì có cái thằng linh mục nó làm loạn này làm mình khổ quá. Rồi xong. Đấy. Chú tự nhiên hay không là trở thành vị giáo làm gì tội anh không? Trong khi đó nãy giờ chú không làm vị giáo là anh cải đạo được biết nhiều nói. Your will, my king. With all. Chú không có nghĩ cho cái tình cảm anh em mình gì hết. Rồi bốn này ở đây đủ rồi. Đây phát triển lên nhà lính cái đã là tính tiếp. Rồi ghép quân lại đi, nãy chúng ta thiệt hại cũng tương đối nhiều. Rồi ok.
Hãy kêu là thanh lý dần cái đám lính này đi. Kỵ binh thì thôi giờ cũng chả có thằng nào để đi chơi. Cái này thì không cần nhét vô đâu các bạn. Cứ đứng ở đây là được rồi. Ok, bắt đầu room là sẽ là của chúng ta. Rồi đứng sát vô cũng được. Ba Lan thì chắc cũng đang phát triển mạnh nãy giờ rồi. Rồi, đây. Quên chúng ta thà biết ngay là sẽ kêu mà. Rồi thì từ từ ông, bình tĩnh. Quên mất linh mục tuyển từ đằng kia là chuyển qua sẽ ngon hơn. Xây cái hồi chuyện giáo lên xong không xài. Quên. Rồi đây, chúng ta xây cái cảng ở đây. Cái hồi chuyện giáo này giờ nó sẽ búp cho mấy ông linh mục của mình. Chỗ này chúng ta đang ráng phát triển thêm cái cảng nữa. Rồi từ từ chúng ta lên cái lò rèn sau cũng được, là chúng ta không chịu lính ở chỗ này. Rồi chỗ này thì xong rồi, để mình chuyển qua cái chỗ này cho lên ruộng miếng đi, nhỉ thấy nó bèo quá. Trời đất, lại có loạn. Không thể hiểu nổi. Không thể tưởng tượng được. Nó phá mình hoài thôi. Cho cái đám này đi dẹp loạn thôi. Đi đâu ra thêm được tướng nữa là tốt. The enemy lies and honor. Orders, my king. Yes. Orders, my king. My king. Rồi, ok. Yes. Cho này lui ra một tí. Quietly. Chỗ này có cái chỗ buôn nô lệ luôn nè, nếu mình không lầm. Đây là cái tài sinh phu ở Luân. Ở đây chúng ta gọi, ở đây gọi thêm một ông linh mục. Chúng ta chưa có tuyển được linh mục các bạn. Cái năng lực tôn giáo của mình nó còn khá là hạn chế, mình không có tuyển dư linh mục được. Mỗi tỉnh là được ngông thôi. Rồi thôi ok, không sao. Pháp đi thập tự rồi, ok, mọi người cứ đi thập tự vui vẻ, ăn tí ốc có chiếm được cũng không giữ được, tôi không có thèm đâu. Rồi bà con thì cứ đi thập tự chinh vui vẻ nha, tôi ở nhà thôi. Ở nhà thượng phú quý đây. Yes, my king. Orders, my king. Rồi đây. Combine sight. Vô đây luôn đi. Moving into position. Counter spy. What the troops miss, I will know. My king. Sight. Rồi ok, chúng ta bắt đầu gài gián điệp qua bên Ba Lan được rồi. Nếu nếu mà chúng ta đánh nhanh được ở giáo hoàng sẽ không kịp trở tay. Nhưng mà chúng ta phải đánh trước khi mà giáo hoàng kịp phản ứng các bạn. Rồi ông Van. Greetings. Không có đồng minh gì hết nha. Until next time. Rồi, ok. Ông quậy ai? Này nó lên là giáp miếng rồi, bài giáp đó chúng ta chưa cần. Rồi, ok, chúng ta lo công tác tôn giáo được rồi. Bây giờ cái công tác tôn giáo của mình nó tệ quá. Thành này thì giờ chúng ta tuyển được nhiều lính lúc rồi, nhưng mà cũng phải hết sức cẩn thận. Rồi, ok. Yes. Chạy anh đây. Ở đây thì cứ từ từ. Chúng ta thì không có đánh với Đông La Mã nữa thôi, khỏi. Chúng ta thủ ở dưới này là được. Đợi xíu rắn nữa mình mua mấy thằng nỏ ở đây luôn. Hoặc là giờ chúng ta giờ mấy thằng nỏ ở đây qua cũng được. Nói chung là từ từ đã. Xây mấy cái công trình lên trước rồi tính. Chỗ này hiện như còn tuyển quân gọi. Ở đây có ruộng đồng tương đối xíu rồi nè. Chỗ này từ từ rồi mình cũng xây ruộng như kia ép thôi, nhưng mà giờ chúng ta lo mấy cái mảng bên này trước đã. Rồi đây, đường đi gì mà xa xôi trắc trở quá. Cảng biển của mình bây giờ kết nối khắp nơi luôn, của mình khá là ngon á. Hệ thống mình có tới bây giờ chiếm thêm này nữa là mình sẽ có thay dựng này lên, xong là mình có tới 4 cái cảng ở khu vực Biển Đen các bạn. Chúng ta là có thể khống chế một phần của Biển Đen, thậm chí đa phần của Biển Đen luôn cũng được.
trên nước đi chiến lược của mình thì nó như vậy. Sire. Rồi đây ông Ba Lan là ông cũng xây dựng cơ sở của ông kinh lắm chứ không phải đùa đâu. Mà như ở giờ ông không phát triển mạnh cho lắm. Rồi đây. Từ không gấp. Ở đây chúng ta để đây chúng ta trấn thằng Đâu La Mã với thằng Ven thôi. Thằng Ven thì chúng ta cũng phải lo cho nó khu này nữa. Lát nữa nó đánh thì mình thủ rồi chứ mình không đánh nó tại mình không có ý định ra địa trung hải. Rồi ok. An honor. Chà, cái ông Đâu La Mã này ổng vẫn nhất quyết xin đồng minh thôi. Đâu La Mã thì chắc nó không dám đánh mình đâu tại nó đang chịu sức ép mà. Nó xin bà đồng minh là để có người cứu nó thôi mà mình thì không có rảnh. Oh, Mason hả? Mason này thì được cái gì? À, giảm phí xây dựng, cái này không thèm. Tiền tôi nhiều lắm không? Tôi không cần giảm giá đâu. Mikey. Sire, closing for a better look. Yes. Mà giờ mình thử chơi mánh xíu rồi, giờ mình bỏ thằng này ra, mình cho chạy vô lại được không ta? Closing for a better look. À, được, được, được. Nó còn lên nữa, ồ vậy cho chạy ra chạy vô cái này ngon rồi nha. Yes. Continue on tomorrow. Rồi, ok. Chỗ này thì tạm thời yên. Chúng ta lát nữa nâng thì lên chúng ta mua mấy thằng nỏ ở đây luôn cũng được. Cho là nỏ thì phải có giáp lưới nặng, còn không thì nó không hiệu quả lắm. Ở đây từ từ. Rồi ở đây cũng đang trong quá trình xây dựng. Như là xây lẹ nhưng mà giá tiền nó thấp các bạn. Rồi đánh luôn. Chỗ này mà chịu nổi mới hay. Chỗ này thì thôi đồ đi các bạn. Đây, thêm bố ông này nữa hả? Kệ nó không sao, chúng ta nhiều tiền để nuôi mà lo gì. Mà toàn xạ kỵ gì, không muốn đánh trận là khó lắm á. Cho tập kết được GF đi rồi lát nữa chúng ta dùng cho nó cho việc khác. Rồi, ok. Nâng thuế lên nào. Dân số ít về thì hầu như chúng ta không phải lo gì. Cái này không hồi được cái gì luôn các bạn. Tại đất này nhỏ quá. Dân giờ có nhiêu đây à? Lát nữa lên dân là lâu lắm, chắc chỗ này ưu tiên phát triển nông nghiệp trước. Rồi đây để coi chúng ta mua được à, không mua được linh mục các bạn. Phải xây nhà thờ lên mới mua được. Thành ra nãy giờ mình toàn phải tuyển linh mục là người địa phương không à. Không có chủ động tuyển linh mục trước được. Rồi đây. À cái này chỉ có giáp đồng thôi, tại vì nó lên giáp lưới hạng nặng là hết rồi các bạn, nó không lên giáp mảnh được. Rồi ok, video đến đây cũng dài rồi, mình cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp. Cái thành này từ giờ cũng mở được có 48% mà tỷ lệ mở cửa thành công khá là thấp. Nhưng mà nhìn chung nó giảm mình là tại nó có cái hội đây ở đây nè, tại nó có hầm điện viên ở đây, thành ra là mình cài vô khá là dễ. Rồi, gặp lại các bạn trong những video tiếp theo ha. Bye bye.